Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là phôi giấy Mỹ này là nó đâm chồi nha anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem cái bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho cô chú anh chị. Đây là cái mã số đầu tiên là mã số A20. Đây này cái phôi giấy Mỹ em ủ sẵn chấu xin dừa cho mình luôn rồi ha. Này này có một lớp chạy nè. Đó, da nó chạy đây nè. Này nó bị chạy lâu rồi nha anh chị. Bông giấy thì nó dễ bị chạy á, hoành nó 25, chiều cao 43. Mấy cây này cây phôi nên em chỉ ốp giấy thôi ha, dẫn chỉ em chỉ ốp giấy mấy cái chồi non này cái sẽ bị dập gãy nha anh chị, nhưng mà bông giấy rất là dễ sống ha. Rồi mã số A20, 450 em bao ship. A21 này là một cộng đế luôn nè, hoành đấy là 20, gần 21, chiều cao 38. Mấy này nửa lên lá mới ha. A21 300.000 bao ship. A22 hoành 18, cao 49. Này nó chạy lâu rồi nha anh chị, cái da này nó đúng 10 bứng á, chạy lâu rồi ha. Rồi này có những chỗ chạy nè. Rồi A22 300.000 bao ship. A23 con giấy dễ bị giật da bị chày á. Này cái này nó cái da nó bị khô đây là cái gì nè. Đó. Nó không ảnh hưởng gì nha anh chị, vẫn đâm chồi bình thường ha. Hoành nó là 26. Cao là 53. Dưới đây nó cũng chạy dưới đây. Rồi A23 400.000 cho bao ship. Da của nó rất là mỏng á, đụng xíu nó cũng chạy nữa chị. A24 hoành nó 22, chiều cao 28. Mấy cái đầu này là nó lên rồi nè. Chỗ này nó bị khô xíu ha. Rồi mã số A24 400.000. A25 hoành nó 17,5, chiều cao 29. Mấy cái đầu này nó khô khô bình thường ha. Rồi mã số này A25 250 em bao ship. A26 hoành 21, cao 39. A26 350. Chạy này xíu nè chị. A27 nó 18, cao 36. Rồi A27 300.000. A28 hoành nó 16, cao 40. Rồi A28 350. A29 mỏng cái kem nó bị đen, cộng đế này nó bị chạy nè anh chị. Đây trên đây thì nó chạy lâu rồi, da nó hoành nó 19, cao 49. Để chị nó chạy nhưng mà nó chẳng đâm đầu kế bên hết trơn ha, da nó khô đây. Rồi mã số A29 300.000 cho bao ship. A30 hoành nó 22, chiều cao 28. A30 300.000. A34 mới nhả nó chạy xíu. Trên đây là nó chạy lâu rồi nha anh chị. Hoành nó 19, cao là 57. Rồi mã số này là A34 300.000 em bao xịn. Dây nào nó cũng có dính chạy hết nha anh chị, ít thì nhiều thôi. Hoành nó là 16, chiều cao 35. A32 250 em bao ship. A23 mấy này em ủ sẵn rồi. Cái chạy này
16, chiều cao 25. Này da này nó chạy gì ở chỗ này nó khô chỗ này ha. Rồi mã số này là A33 250, em bao ship. A34 hoành 25, cao là 25. A34 300.000. Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô sam trái nha cô chú anh chị. Sam trái cây này em đã ương vô bầu, nó sống khỏe đâm chồi hết nha cô chú anh chị. Em bán là bộ bán là mỗi lần một cặp nha anh chị. Đó, cây rất là đẹp luôn. Anh chị cho sánh cây viết ha, toàn cây viết nữa ha. Cây này là tàn thiên nhiên, tàn có sẵn luôn ha anh chị, rất là đẹp ha. Cặp này là mã số là S1. Đó, cây này này. Đó, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Mã số S1, một cặp đâm chồi sống khỏe luôn ha. Về này nè, mau chơi nha anh chị. Cặp mã số S1, cặp này thì em giao lưu với anh chị là 700.000 ha. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cây đâm chồi sống khỏe chơi ngày sam trái ha, bảo hành sam trái 100% ha. Rồi tiếp theo là mã S2, cặp này là nó hơi đổ nha anh chị. Đó, nó hơi đổ. Đó, hơi đổ. Nè chị so sánh cái viết rất là to ha. Đó nè, rất là đẹp nha anh chị. Đó, cặp mã số là S2. Đó, để dưới lấm đế nha anh chị, để nùi nùi luôn á, thì dáng bài rất là đẹp. Mã số S2. Cặp này giao lưu với anh chị cũng 700.000 ha. Mã số là S2, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số S3. Chị coi đế nè. Rồi tiếp theo là mã số S4S nha anh chị. Đó, cái tàn xung xê luôn nè. Này nửa ca trái là cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Ha, đâm chồi lúa lua luôn. Cây khá là to đó anh chị ạ. Cái cái em không bằng, bự hơn cái cái nha. Mã số S4, cặp này giao lưu với chị 600.000 luôn nha anh chị, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Mã số S4. Rồi tiếp theo mã số S5. Đó, cặp này cũng cực kỳ đẹp. Có cây này là ăn tiền nè anh chị ơi. Ôi, cái này mà vô cái chậu nữa, một cái nó rất là đẹp luôn ha. Dáng nó cong mà tàn thiên nhiên có sẵn luôn, cái chén trực nó bay ha. Mã số S5, cặp này thì em giao lưu với anh chị là 700.000 ha, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. 700.000 thôi chị ơi. Mã số S5. Rất là đẹp, co quái luôn, tàn có sẵn luôn. Rồi tiếp theo mã số S6. Cặp này cũng rất là quái và đẹp luôn ha anh chị. Nè, chị sẽ sánh cái chiếc lông. Cây này đế này dưới này còn nhiều ha, tại mình không có mặn tới nha chị. Mã số là S6. Cò quái quắn. Rồi cái cặp này thì em giao lưu với anh chị chỉ 500.000 thôi. Mã số S6 500.000, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Sam trái ha, bảo hành sam trái 100% nha chị. Rồi tiếp theo là mã số S7 nha chị. Đó, rất trời đẹp luôn nè chú anh chị ơi. Đó, rất là đẹp luôn ha. Mã số S7. Đó, rất là đẹp nghe luôn nghe cô chú anh chị. Rồi cặp này giao lưu với cô chú anh chị là 600.000 ha, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Mã số S7. Rồi tiếp theo mã số là S11. Đó, cây cũng đâm chồi hết anh cô chú anh chị ơi. Cái dáng đổ của dáng cong rất là đẹp. S11, cặp này giao lưu với anh chị là 400.000 thôi, bao ship tặng nhà cho mình luôn ha.